Clip này em giới thiệu đến các bác một em đồng hồ phải nói là rất là hoàn mỹ nhé. Đấy, thương hiệu thì anh em có thể thấy nó lấy cái thương hiệu tên của cái tên của nữ hoàng Anh đây. Thì nó có Queen Elizabeth 1, em này là Queen Elizabeth 2. Và đúng với cái tên của cái người nữ hoàng của Anh như vậy thì các cái sản phẩm mà mang cái thương hiệu này thì nó toát lên cái vẻ rất là sang trọng. Đấy. Và những cái chất liệu mà để sản xuất ra những cái đồng hồ này thì nó cũng rất là cao cấp nhé. Đây là một chiếc đồng hồ của Nhật. Một chiếc đồng hồ của Nhật. Thương hiệu Queen Elizabeth. Và tất cả những cái dòng thương hiệu này thì chiếc nào nó cũng rất là đẳng cấp. Clip này thì anh em thấy đây là một chiếc nó thiết kế bởi những cái chất liệu như là đá cẩm thạch này, hai cái bên hồi này, anh em nhìn đấy, cái vân đá tự nhiên nó rất là đẹp. Đó. Đấy, nó có màu xanh và màu trắng, nó là vân tự nhiên mà, cho nên là nó sẽ đương nhiên là hai cái bên này nó sẽ không phải hoàn toàn giống nhau được. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy. Nó là vân cẩm thạch tự nhiên. Ở trên này thì nó là nhôm phay xước và được mạ vàng nhé. Đấy. Nhôm phay xước mạ vàng luôn. Đấy. Ở dưới này thì người ta có thiết kế cho các bác một chiếc lắc xoay. Đây là có những cái viên pha lê được mài phay xét nhiều cái rác giống như kiểu kim cương ấy. Khi xoay như này mà có ánh đèn vào rất là đẹp. Rồi cái đế lắc của nó thì nó cũng được phủ cái lớp mạ vàng cho nên là nhìn nó rất là sang. Đấy, các cái chân tiện này đều là nhôm phay mạ vàng nhé. Rồi những cái phần trụ này đấy, đều là nhôm phay mạ vàng. Em quay đằng sau cho anh em nhìn nhé. Tức là nó rất là đẹp. Đây, phần trụ này cũng là nhôm phay mạ vàng luôn. Tháo đằng sau cho anh em nhìn máy. Đây, anh em nhìn máy. Máy rất đơn giản, nó chạy đúng một viên pin tiểu. Đấy là cho phần máy. Còn phần lắc này thì người ta sẽ chạy hai viên pin tiểu. Anh em nhìn ở dưới. Anh em nào mua thì đương nhiên là em sẽ tháo pin. Xong rồi em lắc em cũng sẽ tháo. Em đóng gói cẩn thận cho các bác nhé. Vì đây là những cái sản phẩm decor mà nó có kính vận chuyển thì phải rất là cẩn thận. Tuy nhiên thì những cái dòng này thì nó là dòng để bàn, kích thước nó gọi là nhỏ gọn cho nên là mình đóng thì nó cũng yên tâm hơn là những cái dòng đồng hồ cây ở kia. Đấy, trước này thì nó cao khoảng tầm độ gần 30 cm, trên dưới 30 cm, chiều ngang thì khoảng hơn 20. Đấy, quay các cái góc cạnh cho anh em nhé. Rồi nó là rất là đẹp. Đây, số điện thoại em cứ để luôn đây nhé, anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Chiếc này là hàng đầu giá của Nhật, anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn các bác.